Màn United hành động vụ ký De Jong. Bruno Fernandes chọn biến đỗ mới khi chia tay MU. Leverkusen thắng đẹp Roma, ma thuật Xabi Alonso. Man United hành động vụ ký De Jong. Manchester United đang theo dõi tiền vệ Frankie De Jong và có thể chớp lấy cơ hội ký hợp đồng với anh vào mùa hè này, theo Sport. Một cầu thủ thường xuyên được đồn đoán là sẽ bị bán mỗi khi Barcelona cần tăng cường tài chính là Frankie De Jong. Blaugrana đã tiến rất gần đến việc chia tay cầu thủ người Hà Lan vào năm 2022. Khi ấy, họ được cho là đã đạt thỏa thuận với Man United về mức giá 85 triệu euro, nhưng cựu sao Ajax kiên quyết không chịu rời đi. Cầu thủ 26 tuổi luôn khẳng định rằng anh hạnh phúc ở câu lạc bộ và thậm chí còn chỉ trích giới truyền thông vì đã dối trá về tình hình hợp đồng, mức lương cũng như tương lai của anh. Tuy nhiên, theo truyền thông châu Âu, De Jong vẫn có khả năng cao chia tay Barcelona. Hiện tại, Man United và Paris Saint-Germain được cho là điểm đến khả dĩ. AS thông tin thêm rằng Barcelona không ngần ngại bán De Jong vào mùa hè 2024 nếu nhận được những lời đề nghị hấp dẫn dành cho cầu thủ người Hà Lan. Theo Sport, Manchester United đang chờ đợi và sẵn sàng chấp thời cơ để nổ bom tấn De Jong sau mùa giải này. Khả năng Barca sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho De Jong với mức giá không dưới 75 triệu euro. Bruno Fernandes chọn biến đổi mới khi chia tay MU. Bruno Fernandes có thể cập bến một trong năm ông lớn dưới đây sau khi hàm ý chia tay đội chủ sân Old Trafford ở hè 2024. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gia nhập Manchester United vào tháng 1 năm 2020 trong vụ chuyển nhượng có tổng trị giá 68 triệu bảng Anh. Hợp đồng của anh vẫn còn đến hết mùa giải 2025-2026 và tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Thủ quân 29 tuổi đang chơi trên mùa giải thứ 5 cho Quỷ Đỏ sau khi cập bến nước Anh từ Sporting Lisbon. Anh được đánh giá là thương vụ mua thành công nhất của Man United thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Thủ quân đội bóng chủ sân Old Trafford đã ghi 54 bàn và 40 kiến tạo sau 157 trận ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Jazz Portugal mới đây, anh nói rằng chính mình sẽ rời Manchester United sau Euro 2024. Mọi cầu thủ đều muốn thi đấu cho Man United, Fernandes nói. Điều này rõ ràng không chỉ phụ thuộc vào tôi mà cả ở phía câu lạc bộ. Hàm ý rời Man United diễn ra trong bối cảnh truyền thông xứ sở sương mù khẳng định tỷ phú Jim Rutherford sẽ đại tu đội hình Man United vào mùa hè tới. Ngoại trừ Alexandro Garnacho, Kobbie Mainoo và Rasmus Højlund, tất cả đều có thể bị bán, bao gồm cả Bruno Fernandes. Tôi không nghĩ quá nhiều về tương lai. Thực tế cho tới hiện tại, mùa giải này chúng tôi không đạt được phong độ như mong đợi, dù là cá nhân hay tập thể. Thủ quân Manchester United nói thêm, nếu tôi phải nghĩ đến việc rời ngoại hạng Anh thì phải đến sau Euro 2024. Tôi muốn tập trung vào trận chung kết FA Cup và Euro 2024. Không có gì quan trọng hơn điều đó vào lúc này. Tuyên bố của Bruno Fernandes khiến giới mộ điệu Man United ngạc nhiên, song mở ra cơ hội cho loạt đội bóng lớn châu Âu có cơ hội sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tờ Sun Sport của Anh nhận định năm ông lớn dưới đây có thể là bến đỗ lý tưởng cho thủ quân Man United. Thứ nhất là Barcelona. Đội chủ sân Nou Camp cũng đang lên kế hoạch đại tu đội hình ở mùa giải tới và do đó họ sẽ thanh lý hàng loạt ngôi sao. Nếu Barcelona huy động được số tiền cần thiết thì Fernandes có thể là người mà họ tìm đến để cố gắng biến đổi hàng tiền vệ. Tờ Sun Sport viết, việc tiền vệ Bồ Đào Nha gia nhập Barcelona cũng thuận lợi bởi người đại diện của anh là siêu cò Jorge Mendes có mối quan hệ tốt với đội bóng xứ Catalan. Thứ hai là Real Madrid. Fernandes sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Luka Modric sắp ra đi ở trung tâm hàng tiền vệ đội bóng thành Madrid. Real Madrid từ lâu đã ngưỡng mộ Bruno Fernandes. Họ quan tâm tới anh khi anh vẫn còn ở Sporting và tiếp tục theo dõi ngôi sao này tại World Cup 2022, tờ Sun Sport cho hay. Trở ngại của đội bóng Tây Ban Nha chính là việc họ ký với Kylian Mbappe bản hợp đồng khổng lồ, ảnh hưởng tới túi tiền để chiêu mộ Bruno Fernandes. Thứ ba là Juventus. Đại diện Serie A trước đây cũng đã nhiều lần đưa Fernandes vào danh sách chuyển nhượng. Tờ Sun Sport tiết lộ Juventus muốn có chữ ký của tuyển thủ Bồ Đào Nha trước khi anh gia nhập Man United và tiếp tục theo đuổi anh 2 năm sau đó. Thứ tư là Paris Saint-Germain. Tương tự như Juventus, gã khổng lồ nước Pháp cũng muốn có Bruno Fernandes trước khi chuyển đến Old Trafford. Với việc Mbappe chuẩn bị rời Paris Princess vào mùa hè này, điều đó cho phép đội bóng Paris dùng rỉnh tiền bạc để chiêu mộ ngôi sao đang thuộc biên chế Quỷ Đỏ. Thứ năm là Saudi Pro League. Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Saudi Pro League dự kiến hè này sẽ mang về thêm nhiều ngôi sao lớn hơn để củng cố giải đấu của họ. Tất nhiên, giải bóng đá lắm tiền nhiều của này muốn có Bruno Fernandes sau khi đã đem đồng hương siêu sao Cristiano Ronaldo đến với Saudi Pro League. Leverkusen thắng đẹp Roma, ma thuật Xabi Alonso. Bayer Leverkusen tiến gần đến chung kết Europa League khi thắng Roma 2-0 ở lượt đi bán kết.
trận đấu mang dấu ấn ma thuật của Xabi Alonso. 1. Bayer Leverkusen thể hiện uy quyền, sự đĩnh đạc và tính đa dạng khi đến Olympico, nơi mà một năm trước họ thất bại và dừng bước ở bán kết Europa League. Đội quân của Xabi Alonso bước vào sân đấu của AS Roma như thể đó là sân vận động của chính mình, áp đảo với những cơ hội rõ ràng liên tiếp, khiến cho chủ nhà hoàn toàn choáng váng. Ngay trong hiệp 1, Leverkusen tạo ra đến 7 cơ hội rõ ràng trước một Roma không có tinh thần chiến đấu. Một trong số đó được Florian Wirtz chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở phút thứ 28. Đó là pha lập công thứ 12 của thần đồng Wirtz ở sân chơi Europa League tính đến nay. Anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử giải đấu cán mốc này khi chưa đến sinh nhật tuổi 21. Leverkusen hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu với tổng cộng 19 cú sút, vượt xa so với 8 pha dứt điểm của Roma. Nhà tân vô địch bóng đá Đức có thêm bàn ấn định kết quả 2-0 trong hiệp 2 nhờ công của Robert Andrich. Rời thủ đô Italy, Leverkusen kéo dài thành tích bất bại từ đầu mùa lên 47 trận và tiến một bước đến Dublin, Cộng hòa Ireland, nơi diễn ra trận chung kết Europa League 2023-24 vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 5. Nếu Roma của Daniele De Rossi không có sự thay đổi mang tính đột biến nào, thì trận lượt về ở Đức vào tuần sau sẽ là bữa tiệc tưng bừng khác dành cho người hâm mộ Rhineland, khu vực Trung và Hạ sông Rhin. 2. Đội hình xuất phát của Leverkusen gây bất ngờ lớn cho Roma. Cũng như phản ánh Die Schwarzen, đội quân đỏ và đen mùa giải này mang hình ảnh nghệ thuật ngụy trang. Xabi Alonso sử dụng 4 trung vệ trong đội hình 3-4-2-1, trong khi bộ ba Piero Hincapi, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba đã đúng sở trường, thì Josip Stanisi được kéo ra thi đấu bên cánh phải, bên cánh đối diện Nery Mando. Cặp tiền vệ trung tâm của Leverkusen gồm Robert Andrich và Ranić Xhaka. Trong đó, người đầu là một phát minh đặc biệt khác của Alonso trong mùa giải này. Andrich, một tiền vệ toàn diện, được Xabi sử dụng nhiều vai trò khác nhau như trung vệ, tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm. Ở Olympico, khi trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự để hỗ trợ Xhaka, anh thậm chí tung ra 4 cú sút, 2 đi chính xác, ghi một bàn và tạo ra 2 cơ hội. Jeremy Frimpong trước đây là hậu vệ phải thuần túy, cùng với Amine Adli được biến thành 2 cầu thủ kiến tạo, đá phía sau số 9 ảo Wiss. Họ không giạt cánh nhiều, vai trò thành thuộc về Stanisic và Grimaldo, mà bó vào trung lộ để từ hàng tiền vệ trở lên giống như một ngọn thông. Cách dùng người của Alonso khiến những gì De Rossi bố trí trở nên thất bại. Leverkusen giống như chiếc xe tăng khi phòng ngự biến thành siêu xe Ferrari khi tấn công. Mỗi khi tấn công, cảm giác chung của người hâm mộ Roma là Leverkusen nhìn đội bóng của họ qua gương và khiến các cầu thủ chủ nhà chỉ biết hít khói. 3. Chịu ảnh hưởng từ Pep Guardiola, Alonso giúp cho Grimaldo, Anli, Andrich hay thậm chí ở trung vệ như Tapsoba và Hincapi thi đấu hiệu quả trái với bản chất của họ. Tất cả những mắt xích trong đội hình Leverkusen đều có thể đá như những tiền vệ khi đội hình tạo nên những guồng quay đa dạng. Điều đó làm cho Leverkusen trở thành đội bóng không thể đoán trước, đặc biệt là khi họ vượt qua làn ranh giữa sân. Ở những mét cuối, các cầu thủ của Alonso rất bình tĩnh triển khai các đường truyền và xác định vùng nguy hiểm rồi đưa bóng đến nơi, khiến Roma không thể chống đỡ. Bị choáng ngợp trước khả năng biến hóa của Bayer, Roma rơi vào tình trạng đuối sức trong 20 phút cuối trận. Cảm giác bất lực lan tràn từ sân cỏ lên khắp các khán đài. Các cầu thủ lẫn tifosi Roma không có cuộc nổi loạn nào, ngoài việc kem chịu trước vầng hào quang ma thuật mà Leverkusen tạo ra. Xabi Alonso xây dựng hơn cả là một đội bóng. Leverkusen trở thành đội ngũ của những con người tự tin ở mọi khía cạnh thi đấu. Họ cũng luôn duy trì niềm tin rằng mình là những người bất khả chiến bại.